hàng thương mại cổ phần quân đội MB là một trong những ngân hàng có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, khách hàng của MB có một điểm chung. Họ cần sự thuận tiện để mang đến những dịch vụ linh hoạt, nhanh chóng và có thể cập nhật mở rộng thêm, đáp ứng số lượng khách hàng ngày càng lớn ở Việt Nam. MB cần một hạ tầng IT linh hoạt thay thế cho hệ thống truyền thống vốn riêng lẻ chưa đồng bộ, cần nhiều thời gian để cấu hình thủ công mỗi khi muốn điều chỉnh. Chúng tôi đã lựa chọn một cái giải pháp hạ tầng công nghệ hướng hội tụ là sự kết hợp giữa hai hãng Cisco và NetApp. Flexport, đây là một nền tảng trung tâm dữ liệu được xây dựng dựa trên máy chủ Cisco UCS, các bộ truyền mạch dòng Cisco Nexus và các giải pháp quản lý dữ liệu của NetApp. Điều này có nghĩa là hệ thống Flexport có thể dễ dàng chuyển hóa và sửa đổi cấu hình, triển khai các dịch vụ và ứng dụng mới nhanh hơn, quản trị hệ thống để tránh gián đoạn dịch vụ và tự động hóa các tác vụ quản lý quan trọng. Khách hàng của MB giờ đây có thể trải nghiệm những dịch vụ nhanh hơn, không bị gián đoạn, ổn định và an toàn. Tất cả nhờ vào hệ thống trung tâm dữ liệu hiện đại này. Hệ thống Flexport là một trong những bước đi đầu tiên trong cái kế hoạch triển khai giải pháp điện toán đám mây, là tiền đề để ngân hàng quân đội từng bước chuyển dịch các chiến lược ngân hàng số trong 5 năm tới. Chúng tôi rất tự tin và sẵn sàng trở thành ngân hàng thuận tiện nhất đối với khách hàng tại Việt Nam.